Các con tân lang tân nương hướng lên cha mẹ và lắng nghe. Này các con, trước mắt các con là hai đấng sinh thành ra thân của các con đấy. Hai từ cha mẹ vô cùng cao quý. Cha mẹ là duy nhất trên đời, không thể có hai. Toàn thân của các con là của cha của mẹ đấy. Các con là giọt máu, là khúc ruột của cha của mẹ. Xương thịt của các con cũng là của cha của mẹ cho đấy. Và trên đời này không ai yêu thương các con hơn cha và mẹ cả. Cha mẹ yêu thương các con suốt đời, cho đến ngày nhắm mắt cũng vẫn còn thương các con. Nên nói rằng mẹ già 100 tuổi vẫn thương con 80. Hôm nay ngày lễ Hằng Thuận, để các con được xây dựng một mái ấm gia đình mới. Trước giờ các con về với nhau, các con sẽ đảnh lễ để tạ ơn cha mẹ cái ân sinh thành to lớn cho các con tấm thân này vào đời, cái ân dưỡng dục nuôi lớn các con trưởng thành và lo lắng yêu thương các con suốt đời. Cha mẹ chỉ có một trên đời mà thôi, cho nên đây là duy nhất, các con hãy dành tất cả những tình cảm yêu thương nhất, kính trọng nhất, biết ơn nhất dành cho cha mẹ. Và các con sẽ nguyện đời đời kiếp kiếp đều là những người con hiếu thảo, không bao giờ bất hiếu với mẹ, với cha. Công ơn của cha mẹ hơn trời, hơn biển, các con phải khắc ghi. Bây giờ Sư Phụ sẽ tuyên hiếu ngôn để các con được đảnh lễ tạ ân cha mẹ. Tiên tổ tiếp nối tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức, các con nay tri thành đảnh lễ tạ ơn cha mẹ. Lễ thứ nhất, xin cha mẹ nhận cho chúng con lễ này. Con xin được tri thành đảnh lễ tạ ơn cha. Cha đã cho con mầm sống hình hài này. Con xin được đảnh lễ tạ ơn mẹ. Mẹ đã 9 tháng mang thai, nhọc nhằn khó khổ. Con xin đảnh lễ. Lễ thứ hai, xin cha mẹ nhận cho chúng con lễ này. Chúng con xin được chí thành đảnh lễ tạ ơn cha. Cha ơi, cha đã vượt biết bao gian lao vất vả, bàn chân cha đã lê la mọi nẻo quan san để kiếm miếng cơm manh áo về nuôi con. Con xin được đảnh lễ tạ ơn mẹ. Mẹ đã đau đớn xé ruột sinh nở con ra, 3 năm bú mớm nuốt đắng nhả ngọt, ẵm bế nâng niu, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo xe con. Lễ thứ ba, xin cha mẹ nhận cho chúng con lễ này. Chúng con xin chí thành đảnh lễ tạ ơn cha mẹ. Cha mẹ đã vượt biết bao gian khổ trong cuộc đời để nuôi nấng chúng con khôn lớn trưởng thành. Đến hôm nay, cha mẹ lại tìm nơi kén chỗ và gửi gắm cho chúng con được lên đôi lên lứa. Ân đức ấy to lớn hơn trời biển, chúng con không bao giờ quên. Chúng con xin được chí thành đảnh lễ khắc ghi.